ra là bài số 5 á có một cái kế hoạch khác, hoàn toàn không phải là hai ưu tiên cho cuối năm. Khẳng định là rất không thích bài hát đó, tại vì nó khác hoàn toàn so với gì bài số 5 làm. Có thể là bài số 5 chưa sẵn sàng để gọi là bứt phá cái hình ảnh đó cho khán giả. Tuy nhiên thì sau khi nghe đi nghe lại cái khúc này thì bài số 5 nghĩ là tại sao mình lại không thử? Bởi vì hiện giờ bài số 5 cũng đã bước qua tới năm thứ tư rồi, mà nếu như mà trong những khoảng thời gian mình còn trẻ như thế này mà mình không thử những cái gì mới mẻ, mà những cái gì hài hước thì đến chừng nào mình mới làm? Không lẽ tới lúc mà bài số 5 đi hát 7-8 năm nó già rồi lại hát hai câu tiền nữa là kỳ cục. Lúc đó mới là đúng rồi. Cho nên là Isaac nghĩ là ok, mình cứ thử đi, mà trong lúc mình còn trẻ thì mình cứ làm những gì mình thích. Và đó là vì sao mà bài số 5 thực hiện cái bài hát hai câu tiền.